Đây, chào tất cả quý con mình nha. Thì hôm nay thì Nam cũng ghé lại thăm cái vườn sầu riêng ở quý con. Thì vườn này là Musakin. Thì Nam cũng cho tiến hành là trồng hình thức là mô đôi. Như quý con nông dân mình thấy nè. Cây cách cây khoảng một mét mấy nè. Thì trồng cái mô đôi. Thì quý con nông dân thường hỏi Nam là cái vườn mô đôi á. Cây con chặn vừa rồi á. Nam trồng á. Thì cái bữa nay cái độ phát triển nó như thế nào rồi. Thì hôm nay thì sẵn tiện đây thì Nam đi vườn Thì Nam quay cho quý con nông dân mình xem Cái mô đôi thì về cái độ phát triển nó như thế nào Rồi cây nó có chậm hay không Thì hôm nay thì Nam quay cho quý con nông dân mình xem Thì về cái mô đôi á Thì về cái độ phát triển thì nó cũng bình thường Thì nhiều khi anh em nói là nó sẽ bị phân tàn chính giữa đúng không phân tàn chính giữa Như chẳng hạn đây mình quay cho quý con nông dân mình xem nè cái tàn chính giữa nó vẫn phát triển bình thường đây Tàn phát triển nè bây giờ tại vì cái mô đôi á, mình trồng khoảng cách nó xa nhau á thì nó vẫn phát triển được bình thường nha quý con còn về cái uh, hình thức là khi mà mình trồng kiểu hình thức là nó sát quá đó cây cách cây tầm khoảng ba bốn tắc á thì nó 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 sẽ bị gặp nha là có nghĩa là nó bị phân tàn chính giữa còn ở đây mình trồng là kiểu hình thức là cây cách cây khoảng một mét mấy lần <laughs> cái này là vườn này là musakin thì à uh, như quý con nông dân mình thấy là cây hiện tại giờ nó cũng khá là ổn nè nhánh tàn nói chung là điều chi hết đó cho thì nam cũng cho sửa tàn rồi sửa tàn lại toàn bộ rồi thì hôm nay bắt đầu là cây nó bung cái tàn ra ở đây thì nam cũng trồng sen dưới mít thái thì nói chung là nam cũng cho cắt học hết rồi nghe quý con nè hai ca nào musaki nào quý con ừ. cái vườn này nếu mà anh em nào có theo dõi sẽ sẽ biết được nè là cái đợt mà nam có trồng cái cây con đó thì nam có quay cái clip trồng cây con đó quý con thì à, thành quả là bữa nay là nó phát triển nó lớn kinh khủng không nè về cái độ phát triển nè thì ở đây thì thường là nam sẽ cho gãi hữu cơ dạng viên rồi hữu cơ dạng bột nữa quý con xen kẽ với nhau một cử viên cử bột cử viên cử bột thì hữu cơ thì à, nam gãi là hữu cơ quả cầu lửa không số tám rồi cử sau thì nam sẽ gãi cái hữu cơ mà dạng viên là của bên à, à dạng viên nhập khẩu nữa quý con thì à, cái bao đó là của à, Hàn Quốc thì bao nó 20 kg á. Thì nói chung là về hữu cơ duyên á thì mình gãi vào tháng mùa nắng thì nó ok. Còn hữu cơ bột á thì mình sẽ gãi vào tháng mùa mưa đó. Thì tùy vào cái loại hữu cơ dạng hữu cơ mình gãi vào cái mùa vụ cho nó phù hợp. Thì ở đây thì hôm nay là bắt đầu nè. Nó phát triển cái gốc nè, cái gốc bây giờ hiện tại giờ nó bằng nó bằng luôn cái bo luôn nè quý con. Về nhánh nè. Đó. Cây nè, cây này mới hình như là được có mười mấy tháng thôi chứ không có mười mấy tháng rồi quý con mô đôi thì được một cái là chồng nó là sau này á cái năng suất nó rất là cao thì năm quay gì cho quý con nông dân mình xem thì nhiều khi bà con nông dân là cũng có hỏi nam là trồng mô đôi á thì cái cây nó có bị gặp bị gặp tàn hay không thì đây thì là sẵn tiện đây thì năm quay với quý con nông dân mình xem đây là cái vườn sầu riêng mua sắc kim thì nam cũng đứng ra hỗ trợ cái thật từ lúc cây nhỏ tới giờ luôn cây nhỏ tới giờ luôn nè thì năm cũng đi theo cái chế độ là dinh dưỡng là hữu cơ hữu cơ thì chủ yếu rồi bắt đầu là còn về kích rễ phun dưỡng đọt là định kỳ cây nè giờ mua đôi thì nói chung về bộ lá mua skin thì gì là quá ok quý con lá nó nó dài nó dày đọt thì lúc nào nó cũng đi ra liên tục liên tục hết tại vì mình là đi cái dạng cái cái nền đất hữu cơ mà thì bắt đầu là cây của chúng ta nó sẽ sung lắm đó thì quay cho quý con nông dân mình xem cái mô hải hồn cái mô không ừ. trồng mô đôi là mình phải làm cái mô cho thiệt là bự thì mình trồng cái cây nó bị đủ đất ăn nữa không chứ còn mà mô đôi mà chúng ta trồng cái mô nhỏ quá là cũng không có không có đạt nha đây mình trồng cái mô là nó sẽ bự nè cái mô nó hết hộn mô phải không thì cây cách cây khoảng mét rưỡi đó, thì độ phát triển của nó nè cây mu nè ừ, lá nó xanh nó dày bóng không thì ở đây thì nam cũng chia sẻ một số bà con nông dân về cái vấn đề là trồng cây mu thì cây mu trồng á, á là nam sẽ cho cắt đọt nha quý con cắt đọt của những cái nhánh cái như thế này đây những cái nhánh này nam đã cắt đọt rồi nè đó, cắt này nè để cho nó bung cái tàn ra cho nó tròn đều cái tàn như cái nhánh này nam cũng cắt đọt rồi nè nam nuôi lại mấy cái nhánh thứ cấp nào quý con cái nhánh cấp 2 đó, cành cấp 2 đó nằm nuôi lại cho nó mập. Chứ thường là sầu riêng Moskin đó mà nếu mà quý bà con nông dân của chúng ta không tạo tàn hồi lúc nhỏ đó là cây của chúng ta sau này á mấy cái nhánh cấp 2 này nè, cành cấp 2 này nè, nó ít đi thì nó không có khả năng gọi là mang trái được nhiều nữa con. Thì chủ yếu là cái cành cấp 2 là cái cành sau này mang trái đối với trường hợp Moskin. Tại vì cành của Moskin là nó hướng lên trời nó hướng lên là góc 45 độ thì quý con nông dân của chúng ta cần phải bấm đọt dùm cho nam như năm bấm đọt hết trơn rồi nè thấy chưa thì bắt đầu là mình sẽ bấm đọt nó sẽ nuôi là cái cành cấp 2 thì cây sầu riêng nó bắt đầu là nó sẽ có đủ tàn đủ chi ra đó thì đây sẵn tiện đây thì quay gỡ đến tất cả quý con nông dân mình luôn thì vườn mu này thì năm tạo tàn tạo tán ok hết trơn nè nhưng mà đợt tới đây thì nam sẽ tiến hành đi cắt tỉa cành cho nó một đợt nha quý con để cho nó chống chảy một cái cái dàn chân À, thì về độ phát triển của cây đôi thì nói chung là về khá là ok như chẳng hạn bên thái lan thì họ cũng trồng theo kiểu hình thức là một mô vậy là ba cây nữa quý con chứ không phải là mình trồng hai cây đâu thì nói chung là kỹ thuật thì mình muốn là đem lại những cái gì mà gọi là mới mẻ và hiệu quả cho quý con nhà vườn của chúng ta trồng thì có thể là mô đôi á quý con nông dân mình trồng nó đỉ đi mô đôi nó sẽ được cái lại gì hai cây nó sẽ cùng phát triển song song với nhau cái bộ đôi quý con nó phát triển gọi là song song song, song với nhau luôn á như chẳng hạn hai cây này quý con nông dân mình thấy nè nó phát triển nè đồng đều với nhau không có cây nào mà gọi là trên lệch với nhau chứ quý con nó phát triển đều đều với nhau gì nè đó hai cây thấy không Mô đôi mà thì do năm thấy là cái cây sầu riêng này nè đối với trường hợp musakin hay là ghi sáo hay là thái luôn chẳng vậy ví dụ như mình trồng mô đôi á là hai cây bắt đầu nó khi mà trồng vô xen kẽ nhau rồi hai cây nó sẽ có độ phát triển đều đều của nhau đó thì mình quay từ đầu cho tới cuối luôn gỡ tất cả quý con nông dân chúng ta thì về cái vấn đề mà sâu gầy thì mình sẵn xịt bình thường nếu con thì cứ định kỳ thì nam là xịt sâu gầy nè rồi amino nè giọt đọt nè bung đọt mít á. À, giọt đọt sầu riêng đó là cứ định kỳ giờ này cũng 12 hai giờ rưỡi rồi quý con nắng quá nắng à cây ở đầu nó muốn nó nó muốn gọi là lá nó dần lá nó thiếu nước á tại vì do cái là mình đang cắt nước để làm bông mít nè thì thành ra bắt đầu là mình cũng ngưng tứ cho sầu riêng bởi vì ra là nó đang hiện tại giờ nó hơi bị gọi là mắc nước thành ra lá nó chắc chưa nó hơi sụ sụ xuống nhưng mà thật chắc thì không sao không đến nổi tại vì cây này thì nói chung là nó cũng đã vượt qua được cái ải rồi cái giai đoạn cây con rồi như cái mô mô mà quý con đang thấy nè mô sầu riêng nè cái bự nè thấy không trồng mình trồng mô đôi là phải mô nó bự cây cách cây ra tầm khoảng từ 1m, mét mét hai mét rưỡi gì đó càng tốt nữa không thì sau này về cái năng sức của mô đôi nó rất là cao so với cây đơn thì quý con nông dân nào trồng à, nếu mà có tham khảo một số cái nguồn thông tin đó thì à, bà con nông dân sẽ thấy được là hiện tại giờ là mô đôi á là nó đem lại cái năng sức cao cho quý con nhà vườn của chúng ta thì nam bi dám là gọi là à, đưa cái kỹ thuật cho anh chủ nhà vườn để mình sẽ trồng hình thức là mô đôi để sau này cái năng sức nó sẽ cao ừ. à, con nông dân thấy không điều bon không nói chung là đề về độ phát triển của cái mô đôi nhìn nó nó rất là ok cây nó đều đều đều, đều nhau thì ở đây thì cứ tầm khoảng một tháng mình sẽ đi hữu cơ một lần hữu cơ thì ở đây thì nam cũng có chia sẻ đó nam sẽ đi hữu cơ dặn bột và dặn viên cử này dặn bột thì cử sau dặn viên cử này dặn bột cử sau dặn viên thì thì vừa bột vừa viên vừa bột vừa viên thì bắt đầu là cái nền đất nè nền đất mình hữu cơ không đủ không nè thấy chưa nó nền đất hữu cơ không cây của chúng ta vậy đối với phát triển của quý không sầu riêng là chủ yếu là mình đi là hữu cơ là chính hữu cơ thì bắt đầu là cây của chúng ta về độ phát triển thì nói chung là nó sẽ đồng 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 đều đều nhau còn về phân phân hóa học á thì quý con nông dân của mình đừng nên đi sớm quá đi sớm quá cây của chúng ta nó sẽ bị gọi là cháy gãy thì có thể dẫn đến tình trạng là cây chúng ta nó sẽ bị uh, vàng lá, vàng lá thúi rễ, con thường thường mình gọi vàng lá thối rễ á, rồi lúc đó mình phục hồi lại nữa, không Nói chung là mình đi thì chế độ dinh dưỡng nó cũng rất là quan trọng. Đi lai gai, lai gai đều, đều đều vậy đó. Thì cứ một tháng thì Nam sẽ đi hữu cơ lần, rồi xịt dưỡng đọt thì cứ khoảng 7 ngày cho đến 8 ngày Nam sẽ cho xịt dưỡng đọt một lần còn tưới kích rễ thì xô ra rễ giọt đọt sầu riêng á thì cỡ khoảng 20 ngày năm sẽ cho tưới một lần Đó. À, nói chung là đây thành quả nè mù đôi nè cây cách cây cây cách cây là khoảng mét mét hai mét hai mét rưỡi gì cũng được nha quý con đó cái bé trên giữa luôn nè tưới nước cây nó phát triển nè đây lá xanh dày bóng thầy quý cô con nông dân nào mà sử dụng mà gọi là mình uh, cái sầu riêng á mình xịt dưỡng đọt á quý con nông dân mình cộng dùm cho nam cái chai amino combi 79 dùm cho nam thì cái màu lá nó rất là đẹp nó dày và nó bóng cái màu lá cây của chúng ta nó gom là nó sẽ lấy được cái màu lá rồi rất là đẹp luôn quý con thì uh, amino là một trong những dòng mà gọi là đang hiện tại giờ cũng đang phát triển ở việt nam mình rất là nhiều xài cho tất cả loại cây trồng chứ không riêng về cái cây sầu riêng xài cho mọi giai đoạn luôn giai đoạn là dưỡng đọt dưỡng lá dưỡng bông dưỡng trái nói chung là mình đều xài được cái dòng amino thì ở đây thì nam sẽ hồi đó thì nam nghiên cứu ra thì nam phiên quý con nông dân mình đó xịt là dưỡng đọt nè dưỡng bông dưỡng trái là amino combi chính đó thì hiện tại giờ quý con nông dân mình thấy không trên thị trường bây giờ là rất là nhiều dòng amino để nào là combi amino amino combi nói chung đầy đủ nhưng mà riêng nam thì nam đi trước bà con trước những công ty khác là cái gì nam biết được là cái đặc tính của cái cây sầu riêng á nó phái cái dòng amino amino thì nam đã tăng cường cái dòng amino vô như amino combi 79 chín thì cái bộ lá quý con nông dân mình thấy là nó xanh nó dày và được cái là nó bóng luôn rồi quý con nó bóng luôn thì thôi thì nói chung là chưa rồi thì nam cũng kết thúc video tại đây nam cũng cảm ơn tất cả quý con nhà vườn của chúng ta trong thời gian vừa qua cũng đã đăng ký kênh ủng hộ dùm cho nam cái kênh kỹ thuật sầu riêng thì nam sẽ cố gắng ra nhiều cái đoạn clip về kỹ thuật sầu riêng hơn để gửi đến tất cả quý con nhà vườn của chúng ta nha